Cấm xin chào tất cả bạn nha. Thì hôm nay Hải Cấm sẽ mới khám phá ra được một cái điện quan âm mới nằm ở phía dưới giò đầu, giò Chăm Họ. Thì xin mời các bạn theo chân Hải Cấm xuống đây tham quan nha. Điện này cũng rất là ít người biết đến. Đây mời các bạn theo chân mình. Mình cũng có nhờ anh Hiếu chủ đất này ảnh dẫn mình đi nha, chứ mình cũng không biết. Ở các bạn xem cảnh đẹp không? Đó bà chị và anh Hiếu đó. Nhìn đất đồi núi này nhìn. Nếu mà ai mà thích cảnh núi rừng thì nhìn mấy cái cảnh này thì thôi mê dữ lắm nha. Đây mời các bạn xem con đường đi xuống nha. Đây. Đây đã tới nè. Mời bà con và các bạn mình theo chân Hải Nước Cấm vào tham quan điện quan âm. Không có ai xuống nè. Đây. Đây là khu vực này bà con cũng đang cưa những khúc cây đang mà sử dụng đây nha. Biết nhầm sử dụng gì mà cưa cục vuông vuông là mình cũng không biết luôn. À đúng ha. Đôn ghế ngồi á. Đó, đây là điện quan âm. Đây cũng là điện quan âm trên giò đầu của quyền mình ha các bạn. Thay cũng là nhờ anh chủ đất anh dẫn mình đi mới biết á. Đây là anh Hiếu. Bà con cũng có thể muốn biết điện này thì đến giò đầu. Có thể gặp anh Hiếu bán quán trên giò đầu á thì nhờ anh Hiếu hướng dẫn xuống đây đang mình cũng lại nha. Đây là một cái điện cũng rất là đẹp tuyệt vời thờ mẹ quan âm mà ít người biết đến nè. Ồ đã ha. Đây điện quan âm. Đó, mình sẽ quay cho bạn xem ha, bước vào trong chánh điện. Đó là... Đây mời các bạn xem nha. Đây điện quan âm. Thì trong điện quan âm thì phía trước thì có một thờ tượng mẹ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Rất là đẹp nha bạn. Thì Hải Nước Cấm giới thiệu vậy bà con sau này có dịp lên Nước Cấm đến giò đầu thì cũng có thể xuống đây nha, thắp nhang cho mẹ ở đây nha. Còn phía trong chánh điện thì được thờ ba tượng. Đây các bạn, ba tượng mẹ Quan Thế Âm. Các bạn nhìn xem. Do lâu ngày không người đến dọn dẹp, bạn thấy cũng hơi có bụi tí nha. Nếu có bà con đến thăm viếng thường xuyên thì sẽ dọn dẹp sạch sẽ hơn, mong các bạn thông cảm. Đây là từ ở trong nhìn ra ngoài. Thì phía trên điện quan âm thì có là một cái mái che sắt tiền chế đây. Và có điện năng lượng mặt trời luôn. Đó, để đây tối thắp sáng chánh điện luôn nha bạn. Đó, từ phía trong nhìn ra nè. Các bạn xem điện này đã có lâu năm lắm rồi nha bạn, nhưng mà ít có người biết đến lắm. Các bạn nhìn cái bảng nè, rất là cũ kỹ lâu ngày. Đó, thì mình Hải Nước Cấm cũng sẽ giới thiệu cho bà con biết trên Nước Cấm có rất là nhiều địa điểm và các điện bên trong mà bà con mình đi tham quan ít có người biết đến. Thì Hải Nước Cấm cũng xin giới thiệu sau này có dịp đến Nước Cấm thì cũng có thể đến tham quan thắp nhang cho ông bà mình ở đây. Thì Hải Nước Cấm cũng xin chào tất cả bạn ha. Thì điện quan âm nãy giờ thì Hải Nước Cấm cũng sẽ quay cho các bạn xem rồi đó. Thì sau này có dịp đi thì cũng có thể ghé thăm. Đây là phía trên phía chân giò đầu, cũng là giò của quyền á, cũng rất là dễ tìm. Hải Nước Cấm xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Đây Hải Nước Cấm xin chào các bạn nha. Mình sẽ quay cho các bạn xem đây là giò Bạch Hổ. Giò Bạch Hổ thì nói chung ở đây là không có ông hổ ở. Giò Bạch Hổ, nhưng mà cái này nó không phải là hang ông hổ để ông hổ ở, nhưng mà người ta những cái ta về phần về xác á, người ta mới chiêm ngưỡng cái chỗ này, người ta đặt đây là giò Bạch Hổ để những là mà bà con về đây người ta chiêm ngưỡng, tính ngưỡng ta về đây thờ cúng vậy thôi, chứ không có gì, chứ không có hang. Cảm ơn anh ha, để quay một vòng cho bà con xem nha. Đây là giò Bạch Hổ, cũng như về xác ông hổ các bạn, bà con về đây là tưởng nhớ tới ông hổ, cúng lại ở nơi đây thôi chứ ông hổ không có ngự ở đây. Đây. Nơi đây là rất đẹp nha bạn. Đây quay các bạn xem con đường đi vào. Đây phía trước này nó có một cây da rất là đẹp nha. Đây các bạn có nhìn thấy không? Đẹp lắm luôn nha.